Thảo Vy xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin thế giới 24 giờ, cập nhật ngày 12 tháng 4 năm 2024. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị, Ukraine tăng cường tấn công các tổ hợp phòng không Nga bằng loại UAV có vai trò tương tự mẫu Lancet của đối phương. Ukraine đang phát triển các loại máy bay không người lái mới có tầm tấn công xa hơn, giúp họ có thể hạ những hệ thống phòng không đắt tiền của Nga. Những loại UAV này được mệnh danh là bản sao của Lancet và chúng thực hiện vai trò tương tự mẫu UAV Lancet do Nga chế tạo. Tuy nhiên, chúng có thể xuất hiện với số lượng lớn hơn nhiều, biên tập viên David Hamplin của Forbes nhận định. Ramis, một trong các mẫu UAV tầm xa mới của Ukraine, ngày 9 tháng 4 tập kích hệ thống pháo hỏa tiễn phòng không 2S6 Tunguska của Nga, gây ra hỏa hoạn và làm tổ hợp hư hại nghiêm trọng. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cũng đăng video cho thấy UAV phá hủy bệ phóng và radar của hệ thống bớt. Hai tổ hợp Tor, một tổ hợp Strela-10 và một pháo hỏa tiễn phòng không Tunguska khác. Hamplin cho rằng Nga chưa có biện pháp hiệu quả ngăn chặn UAV tầm xa mới của Ukraine. Các hệ thống phòng không của Nga bị phá hủy đều là tài sản đắt tiền, khó hoặc không thể thay thế trong thời chiến. Việc tổ hợp Tunguska vốn có nhiệm vụ đối phó UAV bị phá hủy không phải điều ngạc nhiên. Khi quân đội Nga năm 2020 đánh giá hệ thống phòng không chiến thuật này gần như vô dụng trước mục tiêu nhỏ. Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mikhailo Fedorov hồi tháng 2 cho biết nước này đang sản xuất hai loại UAV tương tự mẫu Lancet của Nga các loại UAV này có thiết bị dẫn đường đặc biệt để bảo đảm đánh trúng mục tiêu, ngay cả khi bị tác chiến điện tử đối phương gây nhiễu. Ram-X có thể là một trong hai mẫu UAV như vậy. Ukraine còn phát triển UAV Perun với hình dáng và thiết kế tương tự Lancet. Dường như sản phẩm này ra đời nhờ kỹ thuật đảo ngược. Bản thân UAV có nhiều đặc điểm thiết kế giống đạn tuần kích Hero do Israel phát triển. UV Lancet do công ty Zala thuộc tập đoàn Kalashnikov chế tạo là một trong những mẫu vũ khí được sử dụng nhiều trong chiến sự Nga-Ukraine. Mẫu UV Nga có trọng lượng 12 kg với tầm tấn công 40 km. Hạn chế lớn nhất của Lancet là số lượng xuất xưởng thấp, khả năng do các đợt tập kích bằng drone của Ukraine nhằm vào cơ sở chế tạo linh kiện quan trọng của mẫu UAV này. Hamplin nhận định, theo Hamplin, Lancet có giá khoảng 30.000 Mỹ Kim mỗi chiếc. Các mẫu UAV với tính năng tương tự của Ukraine có thể rẻ và được sản xuất với số lượng lớn hơn nhiều. Ron góc nhìn thứ nhất thường có tầm tấn công khoảng 10 km, trong khi UAV bản sao Lancet của Ukraine có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 50 km hoặc xa hơn tùy vào phương thức liên lạc. Tầm tấn công này tương đương rocket của tổ hợp Hamas giúp UAV Ukraine có thể tập kích các mục tiêu như pháo và hệ thống phòng không mà Nga bố trí ngoài phạm vi hoạt động của FPV. Các cuộc tập kích tầm xa đòi hỏi thông tin tình báo tốt, Ukraine dường như nhận được nhiều thông tin mục tiêu được chuyển giao, Mỹ và các đồng minh phương Tây, những nước vốn sở hữu nhiều vệ tinh cùng hệ thống thu thập thông tin tình báo hiện đại, Hamlin cho biết. kể từ khi chiến sự nổ ra, không ít lần quân nga rơi vào tình cảnh phe ta đánh phe mình hay là vô tình rơi bom xuống nhà dân. trường hợp mới đây cũng không ngoại lệ. theo đó, một video trên mạng cho thấy chiến đấu cơ nga dường như đã đánh rơi bom pháp 1.500 xuống ngôi làng do nước này kiểm soát ở tỉnh Donetsk, song quả bom không phát nổ. Video được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 9 tháng 4 cho thấy một cửa hàng tạp hóa ở làng Yena Kiev ở miền đông Donetsk bị sập phần mái, đồ đạc, hàng hóa bên trong bị phá tan hoang. ở giữa là một quả bom cỡ lớn chưa nổ. Làng Yena Kiev nằm trong khu vực do nga kiểm soát ở phía đông tiền tuyến với ukraine. Một số nhân viên cứu hộ và quan chức địa phương đứng bên ngoài cửa hàng dường như tìm phương án xử lý quả bom bị đánh rơi một quả bom Pháp 1.500 siêu nặng đã rơi xuống cửa hàng ở làng Zena, Kiev tại tỉnh Donetsk, song không phát nổ. Hãng truyền thông Nesta của Belarus cho biết song không đề cập nguyên nhân quả đạn không bị kích hoạt. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Không quân Nga nhiều lần gặp tai nạn đánh rơi bom kể từ khi chiến sự tại Ukraine bùng phát. Tháng 4 năm 2023, một chiến đấu cơ nước này đã vô tình làm rơi bom vào thành phố Belgorod, ở tỉnh biên giới cùng tên, khiến ba người bị thương và một số tòa nhà hư hại. Hôm 2 tháng 1, không quân Nga tiếp tục thả đạn bất thường xuống làng Petro ở tỉnh biên giới Voronezh, làm hư hỏng ít nhất 6 tòa nhà. Sau đó, gần một tuần, chiến đấu cơ Nga đã vô tình thả bom Pháp 250 xuống thành phố Rubizny tại tỉnh Lugansk, theo quan chức do Moscow bổ nhiệm ở tỉnh. Pháp là bom thông thường từ thời Liên Xô, được quân đội Nga hoán cải thành bom lượng bằng cách trang bị thêm kít dẫn đường. Bộ kít này còn bao gồm cánh nâng cấp gọn, có thể bung ra khi bay, giúp quả đạn lướt về phía mục tiêu đã định. Phiên bản Pháp-1500 là một trong những mẫu bom lớn nhất của Nga với khối lượng 1,5 tấn, khi ném có thể tạo hố sâu có đường kính 15m, phá hủy mục tiêu bằng mảnh văn và sóng xung kích trong bán kính 500m. Mẫu bom 1,5 tấn Nga dùng để bào mòn phòng tuyến Ukraine. Pháp 1.500 là loại vũ khí cực kỳ mạnh. Ilya Yevlas, phát ngôn viên không quân Ukraine hồi đầu tháng cho biết, thêm rằng phương pháp đối phó với loại bom này không phải là phá hủy chúng, mà là nhắm vào các máy bay Nga được khai triển để thả các quả đạn. Giới chức Ukraine cho biết, Nga gần đây tăng cường sử dụng pháp 1.500 và các phiên bản bom lượng khác trên chiến trường. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 4 nói, Nga đã thả hơn 3.000 quả bom dẫn đường để tập kích khu vực tiền tuyến và các thành phố, làng mạc của Ukraine trong vòng một tháng. Ngoại trưởng Dmitry Kuleba hồi tháng 3 thừa nhận, Nga đang chiếm ưu thế lớn trên chiến trường nhờ có thể liên tục thả bom lượng tập kích mục tiêu Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 21 tháng 3 thông báo khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt Pháp 3.000, nặng 3 tấn, đủ sức phá hủy mọi công trình trong bán kính 35 mét. Cơ quan này cũng cho biết sản lượng bom Pháp 500 đã tăng gấp nhiều lần, trong khi số lượng bom Pháp 1.500 xuất xưởng cũng đã tăng gấp đôi. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine cho biết nước này và Latvia đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm và Riga sẽ hỗ trợ quân sự thường niên 0,25% GDP cho Kyiv. Latvia đưa ra cam kết 10 năm về hỗ trợ Ukraine trong phòng thủ không gian mạng, ra phá bom mìn, công nghệ không người lái, cũng như ủng hộ Kyiv gia nhập Liên minh châu Âu EU, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên X hôm nay. Theo thỏa thuận, Latvia còn cam kết dành 0,25% GDP để hỗ trợ Ukraine mỗi năm. Giới chức Latvia chưa lên tiếng về thông tin. Ông Zelensky đã đến Litva dự hội nghị thượng đỉnh sáng kiến ba biển ngày 11 tháng 4 với chiến sự Ukraine được cho là chủ đề chính tại sự kiện. Tổng thống Ukraine cho biết sẽ gặp người đồng cấp Litva Gitanas Nauseda và hai lãnh đạo dự kiến ký một thỏa thuận an ninh song phương. Latvia là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ từ khi chiến sự giữa nước này và Nga bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Thủ tướng Latvia Evika Silina gần đây cho biết Riga đã viện trợ quân sự cho Kyiv hơn 390 triệu euro, hơn 420 triệu Mỹ Kim, bao gồm cả gói viện trợ quốc phòng sắp tới trong tháng 4 trước Latvia, Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương với một số quốc gia như Phần Lan, Canada, Italy, Anh, Đức, Pháp và Đan Mạch. Các thỏa thuận được cho là sẽ giúp Ukraine bảo đảm an ninh và ngăn chặn hành động gây hấn mới của Nga, đồng thời mở đường cho Kyiv có thể gia nhập EU và NATO trong tương lai. Bên cạnh đó, đài truyền hình Hà Lan RTL đưa tin hôm 11 tháng 4, Hà Lan sẽ phân bổ thêm 400 triệu euro, khoảng 429 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, nâng tổng cam kết cho năm 2024 lên hơn 2,4 tỷ euro, khoảng 2,5 tỷ Mỹ Kim. Chính phủ Hà Lan cũng dành 1,5 tỷ euro, tương đương 1,6 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine trong năm 2025. Dưới thời Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm Mark Rutte, Hà Lan đã đóng vai trò chủ động hỗ trợ Ukraine, dẫn đầu liên minh máy bay chiến đấu và cam kết cung cấp 24 máy bay phản lực F-16 cho Ukraine. Rutte và Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã ký thỏa thuận 10 năm về hợp tác an ninh giữa Ukraine và Hà Lan vào tháng 3. Hà Lan đã tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2023, trong đó Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ VVD của Rut đứng thứ ba sau Đảng Cực hữu vì Tự do PVV và Liên minh Lao động cánh tả xanh. Sau nhiều tháng đàm phán các cuộc đàm phán để thành lập chính phủ liên minh mới đã bị đình trệ vào đầu tháng 2. Cho đến khi chính phủ mới được thành lập, Rut vẫn là thủ tướng tạm quyền của đất nước. Lãnh đạo PBV Gerard Wilder ngày 24 tháng 2 cho biết, ông phản đối việc Hà Lan ký hợp tác an ninh với Ukraine, cho rằng nội các sắp mãn nhiệm không thể ký kết thỏa thuận 10 năm. Điện Kremlin khẳng định Nga muốn tham gia vào các cuộc đàm phán liên quan đến chiến sự Ukraine. Interfax dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11 tháng 4 cho biết, chúng tôi nhiều lần tuyên bố tiến trình đàm phán không có Nga là vô nghĩa. Ông nói thêm, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán và mong muốn đàm phán để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng khi Ukraine còn ngăn cản tiến trình đàm phán, chúng tôi không nhìn thấy triển vọng. Ông Peskov cũng nêu ra những điều kiện để Nga có thể chấp nhận tham gia hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức vào tháng 6 tới. Trước hết, chúng tôi cần biết những gì sẽ được thảo luận ở đó, công thức hòa bình là gì. Thứ hai, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng quá trình đàm phán không có Nga là vô nghĩa và trên thực tế đã là quá trình đàm phán không có mục đích. Quan chức Nga nói, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ ngày 10 tháng 4 thông báo hội nghị hòa bình cho Ukraine sẽ diễn ra trong hai ngày, 15 tháng 6 và 16 tháng 6, tại khu nghỉ dưỡng stock ở bang Midwaden. Thụy Sĩ đã gửi lời mời tham dự tới hơn 100 nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ dự hội nghị. Trung Quốc tháng trước cũng cho biết đang cân nhắc cử đại diện dự hội nghị. Hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình. Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Kassis tiết lộ, hội nghị được tổ chức theo đề nghị của Tổng thống Ukraine và dựa trên công thức hòa bình, 10 điểm mà nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra. Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst thừa nhận, không có gì bảo đảm sáng kiến này sẽ thành công và hội nghị sẽ chưa thể mang lại ngay một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine chúng tôi sẽ không ký kế hoạch hòa bình tại hội nghị này. Chúng tôi nghĩ sẽ có hội nghị thứ hai, nhưng chúng tôi muốn bắt đầu quá trình với hội nghị lần này, nhà lãnh đạo Thụy Sĩ nói. Đại sứ quán Nga tại bên cho biết, Thụy Sĩ đến nay chưa mời Nga dự hội nghị, bằng việc tổ chức một sự kiện rõ ràng không hứa hẹn một giải pháp thực sự nào cho cuộc xung đột. Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ một lần nữa chứng tỏ rằng họ sẵn sàng chỉ xem xét quan điểm của Ukraine. Đại sứ quán Nga bình luận, giới chức Nga trước đó cho biết họ sẽ không tham gia hội nghị tại Thụy Sĩ, quốc gia mà họ cho là đã từ bỏ sự trung lập và liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Mặt khác, Moscow nhấn mạnh bất cứ đàm phán thỏa thuận nào về cuộc khủng hoảng Ukraine không có sự tham gia của Moscow đều vô nghĩa. Chuyển sang một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ Áo tại Moscow, Alma Hofer, và tuyên bố coi một quan chức ngoại giao của Viên là người không được hoan nghênh. Đại sứ áo tại Moscow, Werner Amahofer đã được triệu tập ngày 11 tháng 4, Moscow phản đối mạnh mẽ việc viên trục xuất hai nhân viên đại sứ quán Nga ở Áo. Bộ ngoại giao Nga cho biết hôm nay, động thái không thân thiện từ giới chức Áo khiến quan hệ song phương thêm căng thẳng, tổn hại đến vị thế trung lập và là nền tảng hoạt động ngoại giao quốc tế của viên. Đáp trả, Nga tuyên bố coi một nhân viên ngoại giao Áo là người không được hoan nghênh và cần rời nước này với hạn chót vào ngày 18 tháng 4. Chúng tôi vẫn còn các biện pháp đáp trả khác, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo. Trước đó, Bộ Ngoại giao Áo ngày 13 tháng 3 tuyên bố hai nhà ngoại giao Nga ở Viên đã có hành động không phù hợp với vị trí, nhưng không nêu cụ thể và yêu cầu họ rời khỏi nước này với hạn chót ngày 19 tháng 3. Áo, thành viên Liên minh châu Âu EU, duy trì quan điểm trung lập và coi mình là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Trước khi chiến sự Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Áo hiếm khi trục xuất ngoại giao Nga. Sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine, Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga vào tháng 4 năm 2022 trong phản ứng phối hợp với EU liên quan cáo buộc quân đội Nga sát hại dân thường ở vùng ngoại ô Pucha của Kyiv. Nga bác bỏ cho rằng sự việc ở Pucha là dàn dựng tạo cớ cho loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Moscow. Tháng 2 năm 2023, Áo tiếp tục trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga. Nga đáp trả bằng cách trục xuất 4 nhà ngoại giao Áo chuyển sang một diễn biến khác. Cựu tổng thống Donald Trump ghé một nhà hàng đồ ăn nhanh ở Atlanta trên đường vận động tranh cử, mua 30 suất sữa lắc và gà rán chiều đãi khách trong quán. Ông Donald Trump, 77 tuổi, ứng viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa, trưa ngày 10 tháng 4 bất ngờ ghé vào nhà hàng thức ăn nhanh Chick-fil-A ở Atlanta khi cựu tổng thống tới bang Georgia vận động tranh cử. Chào mọi người. Ông nói khi đến gần quầy đặt hàng, chào hỏi nhân viên. Sau đó, ông hỏi nhân viên thu ngân về món đặc biệt trong ngày hôm nay và khẳng định ông thuộc lòng thực đơn của chiếc phiêu Tôi thuộc menu hơn các bạn đấy. Ông nói, có lẽ tôi thuộc hơn bất kỳ ai đang có mặt ở đây. Ông đặt 30 cốc sữa lắc cùng một số suất gà, tuyên bố sẽ mời tất cả khách hàng trong quán. Thế có được không? Ông hỏi và nhân viên gật đầu đồng ý. Cựu tổng thống Mỹ phát sữa lắc cho khách hàng trong quán và giữ lại một ít cho các nhân viên của ông. Đây là thương hiệu nhượng quyền tuyệt vời. Chủ sở hữu là người vĩ đại, cũng là thành viên trong câu lạc bộ golf của tôi. Ông ấy rất thú vị. Ông Trump nói, ông Trump nổi tiếng ưa thích đồ ăn nhanh. Khi còn làm tổng thống, ông từng mời thành viên các đội thể thao ăn McDonald và chiếc Fil-A. Khi họ tới thăm tòa Bạch Ốc, ông còn chụp ảnh cùng một xô gà rán KFC trên máy bay riêng. Cựu tổng thống Mỹ đang tăng cường vận động tranh cử để gây quỹ. Ông dự kiến thu về 15 triệu Mỹ Kim từ các buổi gây quỹ ngày 10 tháng 4 ở Atlanta, bang Georgia và Orlando, bang Florida. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The John Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.